Tiếp tục đi. Kéo nó lại, đánh lại, làm bên Hải này. Cái kéo để cho chạy nó văng chứ. Để giảm tốc độ nó đi. Ừ. 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 Ui, ok. Nó là bây giờ là không thể nào, nó mà là đi rượu luôn đi hả? Đinh ơi, Đinh ơi, mình kéo căng nào, kéo luôn, kéo căng đây nào, kéo căng đây luôn, không kéo vừa thôi. Kéo để cho nó chặn bóng nè, kéo để cho nó không chặn bóng thì kéo thì... Đấy, đúng rồi. Không đá. Đi ra đây. Kéo được à? Ai ơi, 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 ai ơi,